Kính thưa chư tôn đức tăng ni và tất cả hàng triệu các Phật tử theo dõi chương trình Du Lan trực tuyến do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức tại Ba Cầu, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình, chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh và khu đồi A1, tỉnh Điện Biên. Trước nhất, chúng con thay mặt tăng đoàn và Phật tử hiện diện cầu chúc một tuổi đạo đến với chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và 57.000 tăng ni đang trụ trì hành đạo tại 18.500 mấy chục ngôi chùa ở 63 tỉnh thành Việt Nam. Đồng thời, thay mặt tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong nước, tôi kính gửi lời chúc mừng hơn 2 tỷ bà mẹ trên quả địa cầu, gần 2 tỷ người cha tại Nam Châu và gần 30 triệu người mẹ, hơn 25 triệu người cha tại nước Việt Nam, thêm một năm trở thành nền tảng đạo đức cho các thế hệ tăng ni và các thế hệ con cháu noi theo. Kính thưa tất cả các quý Phật tử, lễ hội Vu Lan là truyền thống văn hóa cao quý tại các nước theo Phật giáo Đại Thừa: Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên. Kinh Vu Lan báo hiếu, kinh báo trọng ân của cha mẹ là hai bản kinh nền tảng cho đạo làm người. Và theo đó, từ nhiều thập niên qua, lễ hội Vu Lan với văn hóa bông hồng cài áo đã trở thành một truyền thống cao quý. Trong các kinh Pali, A Hàm và Đại Thừa, Đức Phật nêu ra có bốn trọng ân mà tất cả người con thảo cháu hiền phải đền đáp trong cuộc đời của mình. Học thuyết bốn trọng ân này được Đức Phật thành lập vào tuần lễ thứ hai sau khi giác ngộ tại cõi Bồ Đề Thiên, bắt đầu từ sự kiện Đức Phật đứng 7 ngày liên tục bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cây Bồ Đề che mưa chở nắng. Từ đó, học thuyết tứ trọng ân vốn là nền tảng của xã hội Phật giáo đã được hình thành. Bốn trọng ân bao gồm ơn cha mẹ khai sinh sự sống, ơn tổ quốc đã giúp cho mọi người dân có được độc lập chủ quyền thiêng liêng, ơn Tam Bảo, các bậc thầy tâm linh và các thầy cô giáo truyền trao đạo đức và tri thức làm người lập nghiệp, và ơn chúng sinh. Nhờ đó, chúng ta không phải làm tất tần tật, vẫn có được các giá trị giao khoán trong đời. Do đó, mỗi người con Phật nói riêng và toàn thể nhân loại nói chung, nhân đại lễ Vu Lan, lễ báo hiếu cả mẹ lẫn cha, hãy báo hiếu cha mẹ qua bốn phương diện. Thứ nhất, báo hiếu về phương diện nhân chủng học. Những người con thảo dầu có khó khăn với nhiều thách đố trong đời, hãy giữ sức khỏe cơ thể này đừng hủy hoại bằng các chất nghiện. Dầu có gặp nhiều thử thách, đừng bao giờ nghĩ đến việc quy sinh, hãy thụ hưởng giá trị cao quý làm người để sống hạnh phúc. Thứ hai, báo hiếu về phương diện vật chất. Khi lập nghiệp thành công, con thảo cháu hiền phải chia sẻ nguồn tài chính của mình để cha mẹ ở tuổi xế chiều có thể làm các việc nghĩa, việc thiện, việc nhân đạo, việc Phật, nhờ đó sống hạnh phúc hơn. Thứ ba, báo hiếu về phương diện tinh thần. Con thảo cháu hiền khi ở tuổi vị thành niên phải cam kết làm con ngoan trò giỏi, có tinh thần tự lập cao quý. Khi đã trưởng thành
thì phải sống tôn trọng luật pháp, phát huy đạo đức cao quý để cha mẹ cảm thấy hãnh diện, tự hào về sự chuẩn mực trưởng thành về mọi phương diện của con. Và cuối cùng đó là báo hiếu về phương diện Phật pháp, đó là phải trở thành những người tiếp nhận ba ngôi tâm linh, năm điều đạo đức từ nhỏ. Và trong trường hợp cha mẹ chưa là Phật tử, nỗ lực bằng một cách khiêm tốn, khéo léo dẫn dắt cha mẹ trở thành những người học Phật, tu Phật và sống hạnh phúc với nhiều giá trị và phẩm chất cao quý. Tại sao chúng ta phải làm như thế? Đức Phật trong kinh Báo Trọng Ân Cha Mẹ đã dạy rằng: ân cha như núi lớn, nghĩa mẹ hơn đất dày, hy sinh lòng chẳng quản mà vẫn không nguôi ngoai, mẹ già hơn trăm tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở cuối đời. Thì đó là lời khẳng định rất sâu sắc của Đức Phật, cho thấy dầu người con đã tuổi 80, thậm chí đã có cháu chắt, nếu mẹ may mắn còn sống ở tuổi 100 thì vẫn thương con như thuở hôm nào. Và tình thương đó chỉ tạm kết thúc khi cái chết đã chia cắt sanh ly và tử biệt. Nói như vậy để chúng ta thấy con nếu bất hiếu có thể xoay lưng với cha mẹ, nhưng cha mẹ không đành lòng bỏ con ngay cả trong khổ nạn của sanh tử. Do đó làm con hãy noi gương theo kinh Thiện Sinh Đức Phật đã dạy, cần phải báo hiếu cha mẹ về năm phương diện. Thứ nhất, phụng dưỡng để cha mẹ không thiếu thốn. Thứ hai, trình báo khi đi đâu và xin lời khuyên hay để sống tốt. Thứ ba, không chống trái những điều cao quý cha mẹ đã làm. Thứ tư, không chống lại những gì cao quý mà cha mẹ đã dạy. Và thứ năm là không ngăn cản các chánh nghiệp bao gồm việc thiện, việc dân đạo, việc Phật mà cha mẹ tham gia. Đó là lời nhắc nhở của Đức Phật trong kinh Thiện Sinh. Kính thưa các quý Phật tử, đại dịch Covid-19 năm nay đã làm cho tất cả chúng ta không thể đến chùa như mọi hôm. Thông thường hàng vạn người đến làm lễ Vu Lan, những ngôi chùa lớn có thể hàng chục vạn người. Vào giờ phút này, trên năm cõi và tại đất nước Việt Nam ở 63 tỉnh thành, hàng triệu người Việt Nam đang hướng về đại lễ Vu Lan để cầu nguyện cho cha mẹ tăng thêm một tuổi thọ, và đồng thời cầu nguyện tất cả những người con có thêm phẩm chất sống và cam kết sống đời hiếu kính đối với cha mẹ và ông bà. Kính chúc mùa Vu Lan